Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nút giao, cầu vượt ngang, đường gom, hàng rào. Sớm hoàn thành toàn bộ dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ban quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu khẩn trương triển khai thi công và thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn khai thác tạm tuyến chính dự án Mỹ Thuận Cần Thơ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ giai đoạn 1 đã thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục của tuyến chính và đưa vào khai thác tạm thời. Tuy nhiên, còn khối lượng các công việc cần hoàn thiện gồm nút giao, cầu vượt ngang, đường gom, hoàn thiện hàng rào. Để sớm hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng, đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận ra soát cập nhật, điều chỉnh các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến các vị trí nút giao như bổ sung biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên tuyến chính, đặc biệt tại nút giao Trà Và. Nút giao DT908, lề đường, ta lui, cầu vượt ngang, đường gom, đường hoàn trả phục vụ thi công trước ngày 31 tháng 1 năm 2024. Tuân thủ yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình chỉ đạo các nhà thầu tư vấn giám sát nghiêm túc tuân thủ phương án tổ chức giao thông trong quá trình triển khai thi công các hạng mục còn lại có phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông được chấp thuận các phương tiện thiết bị thi công phải có biển hiệu theo quy định quá trình thi công phải có người điều hành giao thông và trang thiết bị phụ trợ đối với nút giao trà và cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp đối với dòng xe hướng từ thành phố vĩnh long đến thị xã bình minh tránh giao các xung đột với dòng xe từ tuyến chính đi thành phố cần thơ chỉ đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý, khai thác đoạn tuyến đưa vào khai thác tạm theo quy định, bố trí đủ lực lượng điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Chủ đầu tư, các nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Bộ Giao thông Vận tải nếu xảy ra mất an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định Dự án cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2 được tổ chức khánh thành hôm 24 tháng 12 năm 2023. Đây là hai dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc, Nam phía đông đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ. Trong đó, cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Quy mô giai đoạn một hoàn chỉnh 6 làng xe, vận tốc thiết kế 100 km trên giờ. Dự án có chiều dài 23 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Điểm đầu tại km trừ 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 cộng 363, phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long. Kết nối với dự án cầu Mỹ Thuận 2, điểm cuối tại km trừ 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 cộng 337, thị xã xã Bình Minh. Vĩnh Long kết nối với QL1 tại nút giao trà và. Hai dự án hoàn thành đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng, làm giảm thiểu ủng tắc, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ chỉ còn hơn 2 giờ thay vì 3,5 giờ như trước đây dần hình thành một tuyến hành lang giao thông trục dọc đồng bằng sông cửu long hoàn chỉnh và hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng tây nam bộ nói chung và các tỉnh tiền giang vĩnh long đồng tháp và thành phố cần thơ nói riêng